Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Và như mọi tuần thôi, thứ năm hàng tuần sẽ là chương trình hỏi đáp cùng An Phát giữa mình và anh Tiến. Và chúng ta sẽ vào luôn câu hỏi đầu tiên của bạn Mạnh Linh. Anh cho em hỏi là khi em chạy phần mềm HD Tune Pro để kiểm tra hiệu năng của SSD thì thấy có phần bus rate, vậy thì nó là gì ạ? Thực ra cái phần bus rate này thì là nó là sự ảnh hưởng của hệ điều hành với lại controller của SSD. Mỗi loại SSD khác nhau, sử dụng controller khác nhau thì cái việc mà giao tiếp với sự ảnh hưởng qua lại nó cũng sẽ khác nhau. Do đó là tùy vào cái việc mà chúng ta sử dụng SSD khác nhau ấy, thì cái chỉ số break trên HD Tune Pro nó sẽ thể hiện khác nhau. Và cái chuyện này rất là bình thường. Với những cái SSD cao cấp dùng controller xịn ấy, thì chỉ số này rất là tốt. Câu hỏi số 2 của bạn Hoàng Long. Em là sinh viên kiến trúc, hiện tại muốn xây dựng được một bộ máy PC để sử dụng chủ yếu về AutoCAD. Em nên lựa chọn CPU và hệ thống như nào cho phù hợp ạ? Thật ra em học điện nhưng mà ngày xưa em có làm qua cái AutoCAD trong khoảng 2 năm liền. Thì em thấy là thông thường thì một số những cái bạn sinh viên cái thời của em ấy, chỉ là họ mua một cái mẫu laptop cơ bản về là họ có thể dùng được rồi. Thế nhưng mà với sinh viên hiện tại thì họ mức chi phí đầu tư cao hơn thì nên chú ý về những cái đặc điểm như thế nào? Thực ra thì cái nếu chú ý đặc điểm thì anh nghĩ là có hai vấn đề mà chúng ta không chỉ riêng cho sinh viên kiến trúc mà là áp dụng cho tất cả mọi ngành nghề. Đó là một là cái nhu cầu sử dụng, tức cái phần mềm chúng ta sử dụng hàng ngày hoặc là nhiều nhất. Hai là cái tài chính. Tại vì cái câu hỏi của bạn ấy, bạn không cho mình biết được là cái tài chính của bạn ấy như nào. Tuy nhiên là một cái bộ máy mà dùng cho các phần mềm kiến trúc như Inventor, Revit, SolidWorks hay là AutoCAD hoặc tương tự ấy, thì hiện tại là có xu hướng là người ta sử dụng các cái CPU là thiên về IBC cao, xung cao, hiệu năng mạnh. Tuy nhiên bây giờ là được cái gọi tối ưu cho một hệ thống ở tầm trung ấy, thì sử dụng là CPU i7-12700K cộng với một con Vega dòng RTX A2000 chẳng hạn, RAM khoảng 32GB hoặc 64GB thì là tối ưu nhất cho các cái phần mềm anh vừa kể trên. Và còn nếu mà ít tiền hơn mà mình vẫn chưa có nhiều cái project lớn cũng như là có nhiều cái chỉ số bully các thứ ấy, thì mình sẽ sử dụng cái bộ máy thấp hơn là 12600K hoặc là 12400 đều được. Có thể là đây là do cái khía cạnh mà anh đề cập tới đúng nhu cầu nhưng lại thiếu đi một cái điều quan trọng là chi phí. Thế nên là để cho các bạn dễ hình dung hơn thì ở trên trang chủ của Alpha PC chúng mình có rất nhiều những cái bộ máy trải dài giống như anh Tiến vừa nói, đầy đủ những cái tầm giá 14 triệu chúng ta có i5-12400F này, cao một chút hơn 20 triệu chúng ta có 12600K và tất cả những cái gì các bạn cần thì trên Alphard đều có. Và sắp tới thì mình sẽ làm về từng bộ PC một để cho các bạn dễ lựa chọn hơn. Và với câu hỏi số 3 của bạn là Lê Nguyễn Tuấn Huy. Chào anh, em có xem qua video test trên mạng về vi xử lý Intel Core i7-12700K cùng với tải nhiệt nước All-in-One 240 thì em thấy điện áp của nó khi test với Cinebench R23 chỉ ăn tầm 170W, thế nhưng xung nhịp lại khoảng 4.9GHz ở nhân T-Core. Và em cũng chạy một con i7-12700K với tản khí là ID Cooling SE thì khi test với Cinebench R23 thì đã ăn tối đa là 190W, thế nhưng xung nhịp chỉ là 4.8. Cho em hỏi tại sao lại có sự chênh lệch như vậy, mong hai anh giải đáp. Rất nhiều người hỏi về cái vấn đề này như anh nói rồi. Kết quả nó khác hay nhau hay giống nhau nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó cái sự khác biệt về hệ thống sử dụng nó sẽ cho ra kết quả khác nhau. Trong trường hợp này của bạn ấy là bạn xem trên mạng, nhưng mà bạn ấy không nghĩ rằng cái hệ thống của bạn ấy với hệ thống người ta test nó khác nhau. Trên mạng có thể họ tối ưu lại, họ dùng một số trick chứ họ chưa chắc là đấy là default, hoặc là thậm chí là cái con CPU của họ của bên trên mạng test là CPU tốt hơn, nó ăn ít điện hơn, thì đương nhiên khi load thì nó sẽ 170W. Tuy nhiên là với xung nhịp Beko của 12700K 499 GHz ấy thì là đúng. Còn trong trường hợp của bạn thì có thể là do bạn ấy khác vì cái chỉ số power limit set trong BIOS nó khác nhau, hoặc là do nóng nó bị tụt xung, nó không ổn định. Thì chạy một thời gian khoảng 10 phút test throttling chẳng hạn thì nó sẽ giảm xung đi. Thì cái này là theo phỏng đoán của mình là như vậy. Tại vì là mình test cũng rất nhiều rồi và thấy thường là nếu mà nhiệt độ không tốt hoặc do cách chỉnh BIOS Vico lên cao hoặc là power limit thì cái mức xung nhịp nó sẽ khác nhau. Thì với câu hỏi số 4 của bạn Nguyễn Nhất Văn, em xài hai thanh RAM như nhau nhưng thanh RAM đen và thanh RAM trắng thì có ảnh hưởng gì tới PC không ạ? Nó khác nhau về màu. Thực ra cái câu hỏi này thì là nó RAM trắng với lại RAM đen thì nó chỉ khác nhau về màu thôi. Còn về cơ bản là một hệ thống muốn ổn định hay không nó phụ thuộc rất nhiều, trong đó từ BIOS, từ main ấy, RAM, IMC CPU, rồi thiết kế cái mạch VRM trên main.
nó sẽ quyết định đến cái phần lớn là chúng ta sử dụng ổn định hay không. Thì thông thường thì đối với các cái hệ thống BC hiện tại thì đều có tính ổn định rất là cao. Cho nên câu trả lời của bạn là mình cũng cứ khẳng định là ok. Tất nhiên là sẽ có một số trường hợp mà nó sẽ xảy ra trường hợp đam xanh hoặc là do không tương thích, tuy nhiên là ít. Câu hỏi số 5 của bạn quý 3 cũng là một bạn cũng đang xài là CPU Intel Core i7 là i7-12700K với RTX 3070 Ti với nguồn 600W. Em muốn chơi game lâu dài thì có cần thay nguồn không ạ? Thì với cấu hình hệ thống trên kia thì đối với hệ thống chơi game thì hoàn toàn dư sức đáp ứng. Khi mà các bạn chơi game mình thì đương nhiên 12700K ăn khoảng 80W đến 90W full load, hoặc cao lắm khoảng 100W cho một số tựa game nặng. Và lúc này thì con Vega RTX 3070 Ti khi full load là ăn khoảng 250 đến 270W, gần như là ăn khoảng hơn 50-60% công suất. Mặc dù bộ nguồn có tải được, nhưng về lâu về dài ấy, mình khuyên các bạn bỏ tiền mua nguồn xịn dùng một lần thôi. Khi mà các bạn như chẳng hạn như một bộ nguồn mà các bạn dùng khoảng như cấu hình của bạn 12700K và 3070 Ti ấy, thì lúc này chúng ta lựa chọn bộ nguồn 750W để làm gì? Để khi tải nặng nó chỉ ăn khoảng 50% công suất, và như vậy thì là hiệu suất sẽ đạt cao nhất, chúng ta tiết kiệm điện. Và khi tiết kiệm điện thì đương nhiên là cái nhiệt năng nó cũng tỏa ra ít, nó tỏa ra ít thì đương nhiên nó bền. Đấy là điều kiện mình khuyên các bạn nên dùng các nguồn cao là vì gì vì vậy. Rồi, chúng ta sang một câu hỏi khác của bạn không nick đêm rất là hay, List of Legend LL. Thưa anh, em đang sử dụng CPU AMD Ryzen 5 5600G và nguồn 500W thì có thể gắn thêm được card họa là RTX 2060 không ạ? Thì cũng như câu hỏi kia, công suất thực thì dư sức và thoải mái luôn cho hệ thống điện. Chứ còn bộ nguồn bạn nhìn nó chỉ ghi chữ 500 thôi thì cái đấy sẽ phải là một câu chuyện khác nha. Với câu hỏi số 7 của bạn có nickname là Harley Quinn, cho mình hỏi nhiệt độ trên GPU có Johnson thấp hơn từ 10 đến 20 độ C, vậy thì bao nhiêu là ổn định ạ? Mình đang xài RX 6700XT chơi Warzone, bật GPU temperature trên game lúc nào cũng hiện là 70 đến 80 độ C, trong khi MSI Afterburner báo là 62 đến 65 độ C. Mọi người nên hiểu là ở các cái Vega hiện đại thì nó có nhiều cái cảm biến đặt ở trên GPU. Chúng ta hiểu là cái bề mặt GPU nó không bao giờ bằng phẳng. Thì chính vì vậy nó sẽ có sự khác nhau, lệch nó khác nhau khi mà dùng cái cảm biến đo nhiệt. Và cái GT ấy, thì nếu mà GT mà đạt khoảng 90 đến 100 là bắt đầu có hiện tượng giảm xung nhịp. Nó về cơ bản nó là một cái cảm biến để mà biết được cái độ ổn định và cái hiệu năng mức xung nhịp mà nó đạt được ở mức cao nhất. Nếu mà tầm 90 đến 100 độ thì lúc này các bạn nên chú ý cái vấn đề là đối lưu không khí và giảm nhiệt độ cho cái phân mức GT này. Còn nếu mà tầm cái 80-85 thì rất là bình thường, thì không phải lo. Nếu mà nó vượt qua ngưỡng tầm như mình nói là khoảng 100 độ C rồi là bắt đầu giảm clock, giảm xung nhịp. Mà để đạt được cái 100 độ C thì chắc là bộ nó phải kín đến cái tầm gọi là không có một cái quạt nào. Nói chung là bạn cũng không cần phải lo lắng quá nhiều đâu. Nhưng mà chơi game thông thường có thể là một hai hôm bạn nhìn thì bạn cảm thấy lo thôi, chứ nếu như mà nó không ảnh hưởng đến cái quá trình chơi game của các bạn thì chắc chỉ sau khoảng một tuần thôi là bạn gần như sẽ không quan tâm đến yếu tố đấy nữa, để chuyện hết sức bình thường. Vậy là số hồi đáp của em này đã kết thúc rồi, thì anh em có bất kỳ một câu hỏi nào thì đừng quên để lại ở ngay dưới bình luận của video. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau.